giảm Noel cho cả nhà nha, chịu không? Đồ của Revan trong một cái hộp rất xinh luôn mọi người. Bé cún của chị đâu rồi ạ? Bé cún chị ở ngoài đâu vậy chị? Bé cún đâu rồi vậy ạ? Bé cún nó ngoài rồi, nó nằm ngoài rồi, nó chỉ là nó không chơi với mình, nó ngủ rồi mọi người ơi. Đã nó sướng đang đọc nha mọi người, về lẹ lẹ để vô luôn ăn cưới chị ơi. Còn nó ham ghê trời, mê ăn cưới dữ vậy đó hả chị ơi? Em thích đọc không kịp chị ơi, em thích chị từ cách chị làm việc đến con người của chị rất vô tư ạ. Cảm ơn bé yêu nha, cảm ơn Hồng Loan nha. Ai đời tóc em mang áo bên onism, em mang áo bên onism được ba khen quá chị. Ôi cảm ơn ba em luôn nha, tại vì áo thun là kiểu mà em mặc xong em thấy như thế nào, kiểu nó dày đúng không, mặc nó không bị nóng đúng không, tại vì nó là vải cotton tông mà. Nhiều người nói là ban đầu là mê chị với Dương, nhưng mà sao mê áo thun thôi, không còn mê chị với Dương nữa, chỉ mê sale thôi. Trần Tuyển là ai vậy trời? Tuyển ơi, chị có học lớp nói chuyện trên live không ạ? À? Vì em thấy nói chị nói trên live rất là hoạt ngôn. Chị không có học mà, tại vì chị đã like rất là nhiều trên phở bò cả nhà, nên là chắc là chị sẽ nói chuyện ổn. Nói chung là chị không có học, nhưng mà nhạc buồn quá gì bà nội. Nhưng mà sẽ có những cái tip với cả nhà. Có những cái tip để mình nói chuyện trên live mình có thể là gây thiện cảm với mọi người nhiều hơn, thu hút hơn. Tại vì với chị nghĩ á, là nếu từ 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 để qua cái quảng cáo này cái mọi người ơi, mọi người là có đi ngang qua cái like này thì cả nhà hello Lucy một cái nha. Những bạn mới vô coi like á, những bạn chưa follow Lucy á, đang mua kìa. Ừ, đang mua thôi à, bỏ giỏ hàng thôi à, chứ không có mua à. Thích xin luôn mọi người, chị rất là thích bỏ những cái hình mà chụp vô trong cái điện thoại mình gì nè, cái bao trong ấy, xong rồi bỏ cái hình. Đây là team marketing của chị nè mọi người, tổng cộng chắc là mười mấy bạn á. Giờ chị quen anh Dương ít mặc sexy hơn rồi, em thích phong cách sexy của chị trước đây cực kỳ luôn. Win me. Đúng không mọi người, tại vì bây giờ các bạn á, lúc trước thì những người follow của chị nó theo một cái kiểu khác ha mọi người. Hầu hết là những cái bạn kiểu là tự kinh doanh ấy, kinh doanh nhỏ nhỏ, bạn follow từ chúng chúng follow chị nhiều lắm để Dung hỏi về bí quyết kinh doanh với lại là cái kinh nghiệm này nọ đó. Còn bây giờ các bạn sinh viên nhớ, bạn nhỏ tuổi follow của chị nhiều hơn, tại vì là từ bên Dương qua là từ trên chương trình quanh trên trên chương trình qua, nên là những cái hành động của mình làm sao nó cũng phải vừa vặn. Để chị một xíu. Hello chị yêu em, hello mọi người. Mọi người thấy áo xinh không mọi người? Em giặt áo cũng nhiều mà phong áo đẹp lắm luôn á chị. Trời ơi, nghe những cái lời này sao nó mát lòng mát dạ. Nghe xong kiểu nó mình có động lực để mình ra thêm nhiều mẫu đẹp á. Cả nhà hiểu không? Chứ còn trời, thấy mọi người ghim đồ của Dương quá trời luôn nè. 17 người ghim nè. Tiết lộ với mọi người cái áo của Lucy của chị đang mặc á, là bà Dương bả làm có một trăm mấy cái thôi, mà bây giờ là bả bán đã được khoảng tầm gần 100 cái rồi, mà còn bên Spe nữa, còn trên IG nữa, bây giờ chỉ còn có mấy chục cái thôi. Nếu như mọi người mà mua không mua sớm thì nó sẽ không kịp để còn Noel đâu. Đây nè, xinh lắm. Nói chung là tại vì ngồi ở đây nên mọi người thấy không thấy, chứ ngồi với cây thông là cả nhà thấy nó dã man lắm á, nó hợp như cái vibe mùa này cực kỳ luôn. Nên là nếu mà được thì mình có thể chốt luôn. Lại hỏi màu son rồi đấy, các bạn hỏi màu son tôi đây để tôi ghim cái màu son lên cho các bà nha, các bà ơi, các bà nhỏ của tôi ơi. Ai thêm cái này cũng ok. Cái này cũng đang có quà tặng nhiều. Đây là những cái mà chị đang xài thôi nha mọi người. Nếu mọi người muốn cái gì á, muốn chị test cái gì á thì nói đi, gì chị mua gì chị test cho. Gì chứ mua sắm là là nghề của Lucy luôn á. Hôm nay hết rồi, hết sale hết rồi, mọi người không có nhiều cái sale nữa. Bữa bán hết rồi. Còn cái bà này. Còn có mấy cái trên store. Bữa bán hàng á mọi người biết sao không?
mà bán nhiều á, cái xong rồi cái kiểu TikTok làm sao bán thâm kho luôn, có nhiều bạn mua giờ không biết hàng đâu trả cho khách luôn á, kiểu sợ khách chửi á. Ừ, TikTok nhiều khi đơn hàng trong mấy ngày sale lớn nó nhiều quá mọi người. Cho em xem vải áo trong chị mặc đi ạ. À, đấy, nảy bông 100% nha mọi người, mịn đã, mặc ấm cực kỳ luôn, mặc ấm mà kiểu nó làm cho mình rất là thoải mái á. Mà cái đường may mọi người coi cái đường cổ nè, đường may nó phải siêu nét gì luôn nha cả nhà, nó đều răng luôn ý. Này này đây, may cái này mà lỗm chỗm á nhìn nó phèn lắm. Nói chung là chị phải kỹ cái đó, chị đồ mắc tiền đồ rẻ tiền không quan trọng, nhưng mà đường may mũi chỉ đối với chị là nó phải nét nét một xíu, nhìn lên người mình nó nhìn nó mặc lên mình tự tin đó cả nhà. Ờ, chứ còn ấy, thả tim cho chị đi, tim đi mọi người. Tim đi mọi người. Mẹ em khen, mẹ em khen chị, em khen áo sao màu đẹp thế mà vải đẹp chất lượng ha. Rồi áo mà thường đó là phải bán 300 mấy tới 400 á mọi người, nhưng mà bán trên live kiểu giống như là để cho mọi người trải nghiệm sản phẩm á, là bán giá là đao nhiều á, toàn là nửa 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 thôi, còn có một nửa, còn có nhiều bạn, có bạn khoe chị xăng còn có 100 mấy 200 ngàn. Ôi cảm ơn, cảm ơn Uni nha. Ủa ai mới tặng quà ta, cảm ơn lộn người rồi, cảm ơn Phương Nguyễn nha, cảm ơn Phương Nguyễn nhiều, cảm ơn Hồng Loan, cảm ơn Hồng Loan. Size L bạn nam bao nhiêu ký mặc được ạ? À, chị nghĩ là size L là phải to con lắm, phải trên 1m5, 1m75 á. Bao nhiêu ký? Dương ơi, size L 1m7 trên 1m75 với bao nhiêu ký thì mặc được vậy Dương? Phải trên 70 ký mặc được size L, tại vì cái form này bà Dương bà thích mặc rộng, mọi người thích mặc rộng với thích kiểu mặc kiểu Tây á. Ờ, nên là bà đã làm cái size nó rộng sẵn rồi. Nhiều người á, chị biết đó là mua mua sweater hoặc hoodie là rất là thích mặc kiểu rộng rộng giống như bà Dương luôn. Nên là cái form bên này là nó kiểu rất là oversize rồi cả nhà, nên cả nhà đừng có mua bự hơn cái size bình thường nha, tại vì cái size của bà Dương á với lại của bên Onism là nó không có giống như size ở ngoài nha cả nhà. Đây tư vấn cho mọi người nè. Em không ra tiệm làm mà gì, chị không ra tiệm làm mà chủ tiệm tới làm cho chị luôn kha kha. Đúng rồi đó, chủ tiệm đi phải xa lắm, nói chung là ưu tiên lắm nha mọi người, tiệm dễ thương lắm. Ai mà bên quận 5 thì qua bên đây làm nha, về shop ở gì Đi tiệm nhiều nhìn hèo. chill lắm, chill dã man luôn. Gì đã vậy Dương? Ôi thế là phải đem vào đây Dương không ăn à? Anh đi Dương không ăn à? Dương ăn một cái cục cơm cuộn thôi là được rồi. Nghĩa hả? Dương vô đây ngươi chào mọi người cái được không? Mà đang mặc áo của Dương nè. Dương đưa đồ ăn vô mọi người. Hello mọi người. Bộ gì vậy Dương? Mới mua đó. Dương có mua cái nào à? Thấy Dương kêu chết. Dương nói Dương đang tiết kiệm tiền để tao tình để cầu hôn. mua đồ đá banh mà có 120 ngàn. Sushi ăn này, sushi á, đảo hải sản nha mọi người, thấy ổn lắm. Chưa ăn tối, đang làm móng tay, hai người đang mua đẹp lắm, móng tay là mọi người đang làm. Có đính đá gì không ta? Không có mẹ. Hay giật ngược vậy đó, không nói tao chứ không dặn tao đứng mà đội đội kia đó. Chị ơi khi nào mới về lại chân váy bẹt đi bên eo vậy à? Eo ra bở hả cả nhà? Chân váy não nhờ, nhiều quá, nhiều chân váy quá nhiều khi... Ê cảm ơn Hồng Loan, nhiều khi về xong rồi yêu Hồng Loan nhá. Loan có mua áo thun bên chị không? Áo thun mặc bên chị mặc xịn lắm á, mặc giờ là bị ghiền á. Cam kết, cam kết. Làm sao để tóc được phồng như chị à? Mọi người xài kem ủ Fino đi cả nhà. Mọi người xài cho mọi người thấy tóc sờ lên thấy nó khác liền luôn á. Nó phồng mà nó bóng tóc. Ê, phồng thì không biết nha. Tại vì nhưng mà ý là uống lên á, mình uống lên tóc mình nó mượt, nhìn nó đã. Tại vì nhiều khi mọi người uống tóc lên mọi người thấy biết sao không?
nhìn tóc mình nó hơi